Người ta thường nói hồng nhan bạc phận. Ngày xưa lúc mới quen em, anh hứa sẽ lo lắng cho em đủ điều, sẽ thương em và lo cho em và những đứa con của chúng mình sau này. Thì bây giờ sao anh lại ruồng bỏ em, đuổi em về gia đình ngoại? Anh còn nói đứa con trong bụng em là không phải của anh. Dạ, xin chào tất cả cô chú anh chị nha. Hiện tại là đang có mặt tại nhà của em Châu Un ở Vĩnh Châu, Sóc Trăng để chia sẻ cho cả nhà về một hoàn cảnh vô cùng đáng thương. Sau khi bị gia đình chồng ruồng bỏ thì em phải về quê ở với quê ngoại. Hiện tại em đang ở trong một cái chuồng gà cũ không còn sử dụng và che những cái tấm cao su lại để ở tạm trong đây. Và để hiểu rõ hơn câu chuyện thì lỡ mời cả nhà cùng theo lại để gặp trực tiếp em Châu Un nha. Lâu dữ hả? Tới mới đây là có mang đứa thứ hai là bắt đầu là dở trứng không lo làm ăn ha. Dạ. Rồi em suy nghĩ em có mang như bao người khác, bây giờ thời điểm này chồng ta lo rồi em không có chồng bên cạnh á, lo thì em có tủi thân không? Thì thấy người ta hạnh phúc mình cũng muốn, nhưng mà mình không có được giống người ta. Mình cũng muốn bực đau như người khác, được chồng quan tâm, lo lắng cho mình những cái lúc này ha, nhưng mà không được tủi thân ha. Biết nói vậy mà còn thương lắm. Kiểu như em quá thương phải không? Đó, mẹ rơi nước mắt. Nhớ đến người chắc. Bây giờ anh hỏi thật em nha. Bây giờ em còn thương cái người đó nữa không? Lúc trước là còn, bây giờ thì không. Nếu bây giờ xem video rồi anh đó muốn quay lại ở và lo lắng cho con em có chịu quay lại không? Không. Vì sao em? Tại em cũng tha thứ cho nó nhiều rồi mà nó không có hiểu, không có biết. Do là không lo làm ăn hay là có một cái người mới? Trước mặt quý vị khán giả, đây là em Châu Un. Em Châu Un, em có thể chia sẻ cái câu chuyện mà chồng em bỏ như thế nào? Hiện tại em có mang bao nhiêu tháng rồi mấy đứa con không em? Dạ. Nó lúc trước là nó có đi 2-3 ngày rồi nó về á. Cái lúc đó là em kiểu là nó đi hoài, nó đi ở với bạn bè đó, ở với thằng em của nó. Là em đã kiểu là ở với hai mẹ con nó cũng buồn lắm. Không có kiểu là không có ai ở chung, ở với hai mẹ con cũng sợ. Mình kêu nó về, mình đi 11 giờ mình kêu nó về, nó không có chịu về đâu. Đi đâu em đi chơi đi chứ? Đi chơi rồi ở muốn ngủ với người ta luôn. Không có điện nói với mình tí nào hết. Lúc đó là em có mang mấy tháng? Lúc đó em chưa có biết em có bầu đâu. Chưa ha. Đứa đầu tiên hay sao? Đứa đầu tiên. Là lúc đó em quen giữa em với cái chồng em là quen như thế nào? Tự làm quen hay là đi gặp nhau quen? Lúc trước là của nó. Rồi xong rồi nó nói nó thích em cái lúc đó. Rồi quen em xong rồi xong rồi nó thấy thích em. Rồi nó cua em luôn hả? Không, nó kết bạn với em rồi. Nó vô cười story của em đang tin buồn á. Nó vô cười story của em rồi em nhắn tin lại. Kiểu là giỡn với nó chơi. Quen từ từ quen ha. Kiểu là nó rủ chơi game rồi chơi cùng nó vậy đó. Rồi từ từ quen. Chưa tới một ngày đâu. Rồi em với chồng em có đăng ký kết hôn không? Không. Là quen chưa tới một ngày là về ở với nhau luôn hả? Không, kiểu là yêu nhau á. Yêu nhau ha. Dạ. Khi mà yêu nhau được 2 tháng gì á, mấy về quê nè, em về quê. Em ở với bà ngoại em nè, mấy nó về quê theo. Rồi xong rồi nó đợi qua chỗ em chơi á mà cha mẹ nó không cho qua. Không cho qua xong rồi nó bỏ nhà đi theo em. Dạ. Em có kêu nó về rồi mà nó không chịu về á. Bà ngoại em kêu nó về luôn á, bà đó không chịu về. Rồi bà ngoại em kêu là đi nói chuyện với cha mẹ đi, có gì vô hỏi vậy đó. Rồi bà ngoại mới chịu ha. Dạ. Rồi xong được nó ở đây được tận 2 tuần á. Em kêu nó về đi, nên nó nói là nếu mà về á thì em cũng về theo. Lúc đó em không có dám vô nhà người ta đâu, tại người ta cũng không thích. Lần đầu là người ta không có thích em rồi. Không dám đến nhà ha. Dạ. Là gia đình mình nó phản đối ha. Dạ. Rồi cái người mà bà quen với bạn trai em đó là có nghề ngỗng gì không? Người cái chồng em á. Chồng em có đi làm gì không? Đi làm gì không?
Lúc đó là đi làm hộ, làm nhà, làm gì cho người ta vậy? Cũng đi làm bình thường ha. Dạ. Rồi lúc đó tôi cũng lo lắng thương em bình thường ha. Dạ. Rồi bao lâu thì mình mới sanh, có đứa bé, con bé? Gần năm rồi, cưới được, ở với nhau được năm rồi. Chứ không có cưới ha? Không. Ở nhà được năm? Đi làm, cái cũng là có làm năm ba bạn, năm ba bạn ở nhà ha? Năm sau bạn ở nhà bên, đó. Bên ngoại hay là bên bản? Đó là gia đình chịu hả? Dạ. Tại nó nói là có cái gì với nhau rồi, bây người ta chịu đó. Là cái đứa lớn hồi nãy hả? Không. Đứa lớn là đứa khác ha? Ít thằng đó cưới nhau được một năm mới có. Sau cái mà người ta chịu là người ta chịu là cái thằng đó nó nói với cha mẹ nó là em với nó là có làm gì rồi. Có con á, rồi con có là có ở với nhau rồi á. Mấy cha mẹ nó chịu. Chịu ở với nhau. Rồi đi nói với bà ngoại em, với bà ngoại em cho em cưới. Lúc đó là mẹ em á, cha bà ngoại em không có chịu, không có chịu, là không chịu nó luôn á. Và tại em cũng nói chung là cũng bồng bột ha, cũng bồng bột ha. Rồi ba mẹ em hiện tại ở đâu? Ba ngoại em có ở Campuchia. Ở Campuchia. Dạ, ly hôn rồi. À. Một bên là cha em là có không biết ở đâu nữa, là bởi như mẹ em là có chồng mới rồi, bây giờ có hai đứa con rồi. Chưa, em năm nay mình bao nhiêu tuổi? Thay 25. 25 ha. Dạ. Là hai đứa này là con chung của cái người chồng của em mới bỏ em ha. Dạ. À, rồi lúc đó thì khi mà quen nhau có hứa hẹn rồi lo quan tâm lo lắng cho em không? Đó là không có bỏ em. Rồi cái đứa đầu tiên sao em không có kinh nghiệm, lúc đứa lớn là vậy là có biểu hiện có quan tâm em không, hay là đợi tới có mang không, đợt này nó đứa đầu tiên là nó cũng thương em, thương dữ lắm ha. Dạ. Với có đứa sau này nè. Đứa sau này là không phải là em muốn có đâu, mà tại vì nó có được 3 tháng rồi bỏ không được nữa. Bây giữ luôn. Chứ như mình không hay ha, mình không hay hay sao? Biết nó vậy mà còn thương nó. À, kiểu như em quá thương phải không? Đó mà rơi nước mắt. Nhớ đến người chắc bây giờ anh hỏi thật em nha. Bây giờ em còn thương cái người đó nữa không? Lúc trước là còn, bây giờ thì không. Nếu bây giờ xem video rồi anh đó muốn quay lại ở và lo lắng cho con em có chịu quay lại không? Không. Vì sao em? Tại em cũng tha thứ cho nó nhiều rồi mà nó không có hiểu, không có biết. Do là không lo làm ăn hay là có một cái người mới nữa em? Nó đi làm rồi, nó đi làm công ty này á thì được có 2-3 ngày là kiểu là từng đi, nói là từng đi. Rồi nó nghĩ nó đi công ty khác. Kiểu là ta nói gì, ta cãi nhau với nó gì là nó nghỉ rồi. Kiểu nó không có làm công ty nào được lâu hết chứ. Làm không có bền đó. Không có bền ha. Rồi có nhậu nhẹt hay chơi bời cờ bạc gì không? Lúc trước là không. Cái mà em có đứa con này rồi là có. À, có nói chơi, chung là có đi chơi nè. Có bỏ đi chơi này rồi tụ tập ngủ chung, người ta vậy đó. Ngủ với ở ngủ với người ta. Ngủ với người ta là người khác giới hay là cùng giới? Ngủ với em nó rồi bạn bè của nó. Em không biết nữa. Tại em cũng có quan tâm cái chuyện đó. Em nó có làm sai gì là em bỏ cho nó. Và kể từ lúc đầu mà hai vợ chồng trở nên là mâu thuẫn rồi cái người đó bỏ đi hay là như thế nào? Lúc đó là nó đi vậy mà em không thấy thứ nó không hiểu với em. Nó đuổi em về quê rồi nè. Đuổi luôn hả? Nó đuổi. Đúng nó không em? Có nói với cha nó rồi, nó không có muốn ở với em nữa. À, có nghĩa là nói với ba của người đó ha? Dạ, ba đó nói là hai vợ chồng mày gán ở với nhau rồi nuôi con nuôi gì đi. Đừng có cãi nhau hoài. Rồi lúc đó là nó kêu em về quê. Nó nói là cho tiền em về quê. Rồi em cũng về quê rồi nè. Về quê rồi nó gửi tiền gửi gì đó. Bà ngoại em đuổi em lên. Lên một lần nữa bà nó còn làm vậy nữa, không có đi làm, nó cứ ở nhà hoài à. Rồi ở với người ta nữa, không phải ở với ở với thằng em của nó đó. Có mang mà không lo làm ăn ha. Dạ. Rồi không lo lắng gì hết.
kể từ khi về tới giờ có một cái cuộc gọi nào để quan tâm hỏi thăm con cái gì không? Không. Tại em không có điện thoại. Có điện thoại bà ngoại nhưng mà nó ít nhắn tin lắm, ít nhắn tin vô á. Sao mà cũng một cái thời bồng bột mà mọi người. Dạ. Mình quen mình cái lúc em ở mà quen cái người đó là ở đâu, ở khúc nào? Ở cây xăng An Lộc á. Cũng gần đây hả? Không, ở Bình Dương á. Ở Bình Dương là dạ. Hả? Rồi lúc đó em đi làm Bình Dương hay sao mà gặp? Em đi làm ở với bác em. À, rồi gặp ha. Dạ. Rồi gặp quen là quen qua mạng hay sao? Quen, có gặp rồi quen trên mạng nữa. À, kiểu này giống như quen đồng hương á. Dạ. Cũng đi làm rồi gặp rồi ha. Dạ. Rồi đi, không có đi làm chung. Ừ. Rồi thanh niên đó nhiêu tuổi vậy em? Lúc đó nó mới có 16 tuổi. Ừ, tại đó 16 ha. Dạ. Rồi mình quen cũng lâu dữ hả? Tới mới đây là có mang đứa thứ hai là bắt đầu là dở trứng, không lo làm ăn ha. Dạ. Rồi em suy nghĩ em có mang như bao người khác, bây giờ thời điểm này chồng ta lo rồi em không có chồng bên cạnh á, lo thì em có tủi thân không? Thì thấy người ta hạnh phúc mình cũng muốn, nhưng mà mình không có được giống người ta. Mình cũng muốn bực đau như người khác, được chồng quan tâm, lo lắng cho mình những cái lúc này ha, nhưng mà không được tủi thân ha. Có bao giờ em suy nghĩ là mình kiểu như là nghĩ quẩn rồi không? Có suy nghĩ quẩn không? Trời, ta hạnh phúc gì ta hạnh phúc đi chứ, bây giờ mình chỉ lo cho con mình thôi. Chỉ lo cho con thôi ha. Trời ơi, lúc đầu là bao hứa hẹn sẽ lo lắng cho em ha. Rồi bây giờ công việc chính của em là làm gì để mình có kinh tế? Để em không có suy nghĩ gì hết chứ. Và em chỉ muốn có con em có hạnh phúc thôi. Bây giờ chỉ nghĩ là về con mình nữa thôi ha. Như anh hỏi là bây giờ hiện tại em làm cái gì để có thu nhập để nuôi con em nè? Em không biết làm gì nữa tại em có bầu rồi. Đang mang rồi sao mà suy nghĩ gì nữa giờ? Sao mà được? Chỉ có là xong rồi mới đầu quan ta lo. Chỉ có mới đẻ thôi mới có đi làm được. Giờ là hiện tại là cái căn nhà em đang ở là ở trên nhà của em hay là của ai? Nhà này á. Ừ. Dạ chuồng gà của ấy. Cho đất coi. Gà của gia đình ta. Hay là cái chuồng gà hả? Này bao cao su không chứ có gì đâu. À. Nè. Rồi nước ngập bên hông nữa mọi người. Vậy là em xin cái ở trong chuồng gà người ta hay là người ta cho em ở làm sao hay là làm sao? Ý là cái bà ngoài em dư ổng á là anh em. Ừ. Bà con. Là anh em. Bây giờ hiện tại là em ở chung với ngoại ở đây ha. Dạ, bà ngoại em có lúc trước là bà ngoại em có bên kia. Ừ. Với chồng bà. Rồi bây giờ thấy em vậy là bà vậy bà lo ha. Bà lo. Ừ. Giờ là bà xin cái chuồng này nè cho em ở với hai mẹ con em á, bây giờ bà quay ở chung em luôn. Tức là cái này là cái chuồng gà ngày xưa người ta nuôi gà. Ừ. Rồi người ta không còn nuôi nữa. Dạ. Nên đã cho em chùm mấy cái tấm ga này nè, rồi ở đây ha, thì dạ. Chưa dọn dẹp gì có cái bộ vẹt, cái giường ngủ với như cái bếp ga. Ừ. Đông băng rồi mọi người. À, xung quanh là chỉ có bếp ga với đó. Dạ. Cái này là của mình hết chứ, cái này là của cậu em. Cái giường này của cậu luôn ha. Chú ơi, em bây giờ nếu thời điểm này em có cái ước mơ gì không em? Bây giờ em ước nhiều rồi. Ừ, ước nhiều rồi. đã hoàn thành rồi. Ừ. Chỉ có nhà nữa là được. Ừ. Tức là lúc có cái nhà, có cái nơi ở, cái nhà để lo cho con cái rồi mình ổn định để sau này ví dụ mình có đi làm cũng được ha. Dạ. Ừ. Thí dụ có nhiều người ta cũng thắc mắc và bình luận em, người ta nói bây giờ em còn trẻ, bây giờ người ta muốn nuôi và lo lắng đem em về nuôi em và con và bà ngoại thì em có chịu không? Dạ dạ em không có suy nghĩ tới cái chuyện đó. Là không có suy nghĩ nữa ha. Dạ. Nếu mà muốn thì không, em không lấy. Bây giờ là chưa suy nghĩ tới luôn ha. Dạ. Bây giờ là đang tập trung lo cho con. Lo cho con thôi ha. Lo cho con xong chưa, rồi. Nhìn rất dễ thương mọi người. Nói chung là ai cuộc đời á, ai cũng có một cái quá khứ, ai cũng có một cái sai lầm bồng bột nha mọi người. Chuyện em có muốn nói chị ra là cái không phải nó bị ngứa hay là mấy ngứa đâu,
Tại từ nhỏ tới lớn rồi em ngứa vậy á. À, nó bị dị ứng nha. Không. Thì máu xấu á. Ừ. Máu xấu nó vậy. À, nó vậy ha. Bị cái gì chút là nó ngứa. Ở đây là mũi gì lắm ha. Ở đây mũi gì trời. Đứng đây mà cắn gô chừng. Trước khi vô là thấy bên hông là toàn là nước không à, là hằng ngày là nước có ngập lên cái sàn của mình không? Nếu mà mùa mưa. Nước tươi đây hả? Đây à, không. Nó là cái tại cả sân. Nhưng mà mũi á. Lấp nước hơi cao á. Cao. Cho anh hỏi bình thường thì chồng em nói chuyện với em có ngọt không? Không. Hả? Xưng hô với nhau như thế nào? Cái chừng nào nó bỏ nó hốt em không à? Không có nói chuyện ngọt gì. Hốt. Hốt là tác động vật lý ha. Là nói chuyện lớn à, với mình á. Thì lúc đầu thì ngọt ngào. Không có kiểu là không có muốn cho mình giải thích gì hết chứ. À, mình muốn nó muốn thăng kiểu mình. Nhà trưởng á mà. Nhà trưởng. Lúc trước thì hứa hẹn sẽ lo cho mình ha. Dạ. Lúc mà cưới nhau vậy là nó cũng kiểu là thương mình lắm. Ai cũng ghét hết chứ. Ai cũng kiểu ganh tị cái kiểu cái tình cảm thương em nhiều ha, xưa ha. Chưa bao giờ cãi nhau luôn. À, nhưng mà kể từ khi có đứa con đầu và đứa thứ hai thì mới có xảy ra cái vấn đề là kiểu như gia trưởng cũng như là không có còn quan tâm mọi lo lắng cho em nữa. Dạ. Đó, giống như bộc lộ tính tình. Ừ. Bởi vì nói chung là cái gì cũng vậy, lúc đầu ngon ngọt thì ai mà không thích đúng không? Dạ. Rồi đến khi mà phải đứa con thứ hai thì mới biết được con người như thế nào. Lúc đó là có con đầu này nè, là đó em cũng không muốn có đâu, tại thấy nó yêu thương mình vậy, không lẽ xô sinh con cho nó. À, có nghĩa thấy quá quan tâm và thương lo lắng cho em mới thấy nó cũng thương trẻ vậy đó. À. Rồi mình sinh cho nó một đứa. Hiện tại là đâu có rồi nó không thương. Có vậy nó mới ấy. Mà tới thời điểm này giờ có cấp dưỡng cho hai đứa con của em không? Cho tiền để mua sữa gì không? Đó à? Ừ. Có vài tháng nó có gửi một thùng sữa rồi mất tiêu luôn. Rồi tới giờ luôn nha. Trời ơi. Bây giờ nhắn gửi đi. Đi đâu về bà ngoại? Đi đâu làm phước cho con chết ở Bình Dương à, lại đó. Con rể ha. Dạ. Người 2 giờ nó mới xe tới. Dạ. Bây giờ mới tới à? Rồi giờ hổng gần chú anh về đây được lâu chưa ngoại? Còn mấy tháng rồi đó. Về mấy tháng rồi ha? 3-4 ấy hả? À. Ừ. Ý bà ngoại hay có tưởng hỏi mấy tháng nó sanh á. À. Về đây á, về đây ở với ngoại rồi mấy tháng rồi? Ý là bao đợt bao về đợt đây ở với ngoại á. Còn hơn 5 tháng rồi á. Hơn 5 tháng nha. Hơn 5 tháng. Rồi bên Suya là có gọi đồ hỏi thăm đồ không? Không. Không hỏi thăm gì hết không? Không hết luôn. Dạ. Người bà ngoại thấy vậy, người cháu, con cháu mình vậy, bà ngoại buồn không? Vui, cảm ơn nhiều cho anh nhiều. Ý là cái xua bài tha. Ý là bà thấy cháu bà vậy bị người ta bỏ vậy đó, bà buồn không? Cái tha bà khơi con mẹ cháu bạn. Bà ngoại không hiểu tiếng Việt luôn. Không gành tiếng Việt nhiều ha. Rồi bây giờ cháu rể cũng không xuống luôn hả? Cháu rể có xuống thăm không? Cháu rể á. Đây không luôn hả? Dạ. Rồi giờ là hai bà cháu là ở trong cái căn chòi này luôn hả bà? Ở trong đây luôn ha. Dạ. Rồi đó coi. Rồi cái lúc trước mà em cho anh chưa về đây bà ở đâu? Dạ. Tôi ở chồng sao nó là nghỉ rồi. Ở chỗ kia ha. Ở chỗ chồng sao được 6-7 năm gì? Là ông ngoại dưỡng. Đúng không? Nghiệp.